Hồ sơ cá sấu tập 32 Quý vị khán thính giả thân mến, Hồ sơ cá sấu là một bộ phim cảnh sát hình sự pha lẫn yếu tố tâm lý và tình cảm gia đình. Sự phức tạp dối ren và mặt trái của xã hội đồng tiền đã làm cho con người xa ngã, thậm chí mất đi lương chi làm người. Những kẻ cơ hội vì đồng tiền bán rẻ cả nhân phẩm danh dự, thậm chí dùng những thủ đoạn đề tiện, hèn hạ để đạt được mục đích. Độc ác hơn là nhẫn tâm lấy đi mạng sống của con người, khiến cho nhiều người nhà tan cửa nát, bỏ đi tha hương cầu thực. Bên ngoài xã hội đã như vậy, nhưng bên trong cơ quan công quyền cũng không thiếu những kẻ vô nhân tính như thế. Nhìn thấy tiền là vứt bỏ đi tất cả danh dự, sự tha hóa về đạo đức của những kẻ vô lương tri. Cần có người đứng ra ngăn cản bàn tay tội ác tiếp tục vươn ra như vòi bạch tuộc. Nếu nói về hồ sơ cá xấu, cái không giống với những bộ phim cảnh sát hình sự khác là không phân rõ danh giới tội phạm và người chấn áp tội phạm dù đang đi đến những tập cuối cùng nhiều khán giả cũng vẫn chưa hiểu hết được vai trò của từng nhân vật trong phim đó chính là lời nhận xét của nhiều khán giả khi xem phim tuy nhiên nếu quý vị theo dõi từng chi tiết các phần cảnh diễn ra trên phim sẽ hiểu sâu hơn về các nhân vật chính tà một cách rõ ràng và chân thực nhất quay trở lại với diễn biến tập phim hồ sơ cá sấu lên sóng tối nay nhân vật được gọi là quân sư quạt mo không theo bất kỳ phe phái nào hiện đang là quân sư dưới trướng Tuấn Mỏ là Quyết đã chốt đơn với Đặng Trung bán đứng nàng Hải Mi xinh đẹp, người mà Quyết đang nhận lời yêu bấy lâu nay cho ông phó chủ tịch. Còn Hải đã biết vợ mình là con nợ của Tuấn Mỏ, khi Tuấn Mỏ đã xanh chín với Hải, gọi Hải gặp mặt với giá là 10 tỷ. Cương bị lòng nhà thổ bao vây. Trong tập trước nữa của hồ sơ cá sấu, có những diễn biến hấp dẫn khi hé lộ vợ của ông Huynh một quan chức bị giết bí ẩn tại hồ bơi nhà mình là bồ nhí của Đặng Trung. Hiện cơ quan điều tra đang tạm giam cháu gái của bà này để điều tra, và có vẻ như ông Huynh có thể bị chính vợ giết theo sự chỉ đạo của Đặng Trung. Ở một tình tiết khác thì cho cốt của mẹ Nguyệt đã được đưa về Việt Nam và chị em Thu Nguyệt đem về quê làm lễ. Thu vẫn bất mãn với chị gái và không có mong muốn hẳn gắn quan hệ chị em dù Nguyệt và Hải cố gắng giải thích. Thu quyết định sang nước ngoài ở cùng bố, Hồ sơ cá sấu còn hé lộ việc quyết đang làm việc cho ông Phương một quan chức cấp trung ương. Việc quyết giúp Tuấn Mò thu xếp mọi rắc rối cũng là do ông Phương chỉ đạo. Vì ông không muốn chạm chết chúa cũng băng hà nên nhờ quyết. Ông Phương muốn thưởng cho quyết nên gợi ý anh ta nên ra Hà Nội để tiện đường thăng tiến. Chứ ở tỉnh thì chỉ là ao làm, phí một tài năng như quyết. Nhưng quyết có vẻ chưa mặn mỏi lắm với lời mời này. Trong tập này còn có những tình tiết gay cấn hơn khi Đặng Trung đã lén ghi lại hình ảnh nóng của Nguyệt lúc cô ở trong biệt thự của hắn ta. Và hắn đã gửi cho Nguyệt để đe dọa còn hẹn gặp cô, đúng lúc Nguyệt vừa nghe xong điện thoại của Đặng Trung, trong tâm trạng dối bời thì Hải bắt gặp và tức giận khi nghe vợ nói Đặng Trung gọi. Trong tập 31, Tuấn Mỏ mang giấy nợ đến ép Hải phải xác nhận bây giờ tao đã là chủ nợ của mày rồi. Tổng khoản nợ kể cả lãi, sơ sơ hơn chục tỷ, cả gốc lẫn lãi. Vậy là mày không muốn trả, chẳng lẽ mày nghĩ vẫn ngủ yên với vợ, trong khi vẫn ôm cả rổ tiền của vợ mày à? Ở một diễn biến khác rất hấp dẫn trong tập này là Đặng Trung gọi cho Quyết nói những lời đãi bôi và nhắc Ông đúng là Quyết khổng minh đấy, nhìn ra mà trông rộng lắm. Này, thế chuyện em Hải My thế nào rồi? Vậy chốt chưa? Thứ ba tuần này anh Hiệu sẽ ăn và nghỉ trưa ở nhà hàng Thiên Nam. Thời gian tối đa là ba tiếng, và quyết đã chốt một lời đã hứa thì không phải lăn tăn chắc chắn hải mi sẽ không làm anh hiệu thất vọng đâu chốt đơn quý vị khán tính giả thân mến trong hồ sơ cá sấu những kẻ xã hội đen cụm cán hiện đã xuất hiện chúng sẽ không thoát khỏi những con mắt nhà nghề của cơ quan cảnh sát điều tra khi xem những phân cảnh này nhiều khán giả cho rằng hải mi đã đủ nhục khi luôn phải là bình hoa di động cho bọn mua quan bán chức thậm chí hiện tại đã hận tuấn mò đến thấu xương nên lần này Hải Mi sẽ không bán thân một lần nữa Còn Quyết có lẽ cũng không đến mức Cạn tàu giáo máng với người phụ nữ Đã dành tình yêu cho mình Cũng có khán giả cho rằng Quyết muốn dâng Hải Mi cho quan tình là sự thật Bởi Quyết yêu không ai khác Chính là Nguyệt, vợ của Hải Còn Cường Trột Do đã có kế hoạch từ trước Và cũng đã biết được Sau Long Nhà Thổ cũng tìm mình Nên dành lại một đường lui Khiến cho Long Nhà Thổ không làm gì được Tuy nhiên theo nhận định chung thì Long nhà thổ muốn hạ Tuấn Mỏ nên rất muốn bắt tay cương chuột để nhủ cỏ Tuấn Mỏ và toàn bộ tay chân của hắn. Những diễn biến tiếp theo sẽ tiếp tục phát sóng lúc 21h30 tối thứ năm thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24h TV để theo dõi mỗi ngày chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất quý vị hãy nhớ đón xem nhé xin chào và hẹn gặp lại